Gặp ma theo tôi á thì không phải là một trận hải chiến. Hải quân Việt Nam có bắn lại hải quân Trung Quốc một phát súng nào đâu. Mà lên cái gạc ma là hai đầu, một đầu Việt Nam, một đầu Trung Quốc. Việt Nam lên trước ban đêm, sáng hôm sau Trung Quốc lên. Thì thấy người lính Việt Nam, công binh Việt Nam cắm cờ rồi, đến nhổ cờ đi. Thì hai bên, một bên bảo vệ cờ, một bên nhổ cờ. Thì đánh nhau thì đánh nhau bằng dao găm thôi. Cái số lính Trung Quốc nó lên phía đằng kia, nó dùng súng máy, nó bắn tiêu diệt 40 người, 48 cán bộ chiến sĩ của chúng ta ở trên đảo Gạc Ma. Ta không bắn họ lại còn phát súng đâu cả. Thế thì cho nên tôi gọi cái trận Gạc Ma là trận thảm sát của Hải quân Trung Quốc. Mà có thể do nó manh động cho nên nó gây vụ thảm sát này. Thế sau đó, sau khi mà nó đánh ở Gạc Ma như thế rồi, thì cái tàu chiến của nó đầu cách Gạc Ma độ khoảng 10 cây số, khoảng đó đó. Có hai cái tàu vận tải của ta là 604 và 605. Mà hai cái tàu vận tải này chính là tàu không số làm đường Hồ Chí Minh. Nhưng bây giờ thời bình của chúng ta làm thành tàu vận tải. Thì chở cái số vật liệu với chở số anh em công binh lên ở Gạc Ma. Nó dùng pháo, nó bắn chìm hai cái tàu của ta luôn. Và gây thêm 18 cán bộ chiến sĩ hy sinh nữa. Cho nên tất cả là 64 người. Trong cái tư nhiệm hy sinh. Thì hoàn, mà hai cái tàu vận tải 604, 605 trên đó có chỉ có 12 ly 7. Thì 12 ly 7 làm sao bắn được cái tàu chiến của Trung Quốc. Thế mà nó dùng pháo nó bắn chìm được chúng ta. Cho nên cái vụ Gạc Ma phải nói thẳng với thế giới biết rằng đó là một cuộc thảm sát của Hải quân Trung Quốc đối với Hải quân Việt Nam. Không có một trận hải chiến nào ở đây cả.